trước á, là có rất là nhiều cô chú và anh chị vô bình luận nói là Tép ơi, em phải làm như thế này là phải lót một miếng ni lông ở phía dưới những cái khung, nếu như mà không có lót á, thì trời mưa á, nước nó chảy mấy cái đất ra hết. Vì vậy là hôm nay Tép thấy cái điều đó cũng đúng, nên là hôm nay quyết định là ok, đi ra làm lại những cái khung này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã có những cái lời bình luận chia sẻ với Tép thiệt là nhiều. Tép cảm ơn ha. Và hôm nay á, là sẽ đi ra đó chiết những cái cây. Tại vì hôm trước là khi đi Hawaii á, mẹ có gieo mấy cái hạt giống vô trong 4 cái khung rồi. Hôm nay nó mọc lên mấy cái cây dưa hấu nè, rồi ít cây cải xanh nữa. Thì nói chung cũng không có nhiều. Thì hôm nay ra đó để chiết ra một cái khung nhỏ. Khi nào làm mấy cái khung lớn này xong á, thì mình sẽ chuyển trở lại thôi. Giờ là sẽ sang đất qua đây ha, để mình chiết mấy cái con qua nè. Chiết mấy cái con qua đây đỡ đi. Rồi sau đó mình làm lại mấy cái khung này á, mình sẽ bỏ vô lại, trồng vô lại. Cái này cũng ít à, nên là lấy tay hốt đi ha. Đây là mấy cái cây cải con nè. Giờ Tép bứng bỏ qua trong cái khung đó, trong cái chậu hồi nãy mình hốt đất, để đỡ đỡ rồi ha. Làm cái khung này chắc là khoảng nửa ngày là xong. Bây giờ phải là chạy đi ra chợ để mà mua mấy cái miếng ni lông nữa, chứ thật sự đó nếu mà có sẵn ở nhà rồi á, làm nó cũng nhanh lắm chứ nó không lâu. Mấy cái cây nãy giờ Tép bứng ra để đây nè, cho nó mát, chứ không thôi là chiều không thôi là nó ngủm hết à. Mới đi ra tập thể dục có tí xíu à, mà người bắt đầu ở trong cái áo là ướt hết rồi nè, mồ hôi nó đổ đầy hết. Bây giờ là Tép sẽ đi mua mấy cái miếng ni lông ha, mua mấy cái miếng ni lông đó, rồi sau đó về sẽ sang mấy cái khung này ra. Và sẽ ghé đi mua thêm mấy bao phân nữa. Đất này, phân này nó hơi Tép thấy nó hơi thiếu à. Tới rồi. Đây là mấy cái miếng Tép sẽ mua về để mà lót ở phía dưới mấy cái khung nè. Tép sẽ lấy 3 miếng ha, tại vì ở nhà có một cái rồi. Một cái như vậy là bán 2 đồng 99, 2 đồng 99 cái thôi. Rồi đi về. Mỗi lần mà đi vô trong Home Depot này là thấy cái gì cũng muốn mua hết trơn. Cái này là hoa hồng, Tép định mua một ít hoa hồng về trồng ở phía trước nhà đó. Nhưng mà cái loại này á, là cái loại hoa nhỏ. Thấy mê ly không mọi người? Cây cối nhiều dễ sợ luôn. Thôi nhưng mà hôm nay mình lo mấy cái khung trước đi ha, không có lo nhìn nữa đâu. Ô cái loại này nè, cái loại hoa hồng này nè, hồi nãy Tép nói là cái loại này nè. Cái này nè, wow đẹp chưa. Nhưng mà cái màu này á, là Tép không có thích, Tép thích màu đỏ. Một cây nhiêu anh? Ồ 27 đồng, 27 đồng cây cũng được chứ. Hôm nay là Tép sẽ mua 3 bao đất và 3 bao phân. Ở đây nó có nhiều loại giá khác nhau lắm, tùy theo mình thôi. Mình muốn mua loại giá mắc thì mình lấy, mắc tiền thì mình lấy thôi. Bây giờ kim vô mọi người ơi. Uống miếng nước thấm giọng cái rồi bắt đầu mình đi ra mình đào đất ha. Đào bỏ qua một cái khung, mình làm cái khung này xong rồi mình đào đất bỏ trở lại. Uống miếng nước đã. Bắt đầu làm thôi. Làm cái này là còn hơn tập thể dục nữa. Bây giờ Tép sẽ xúc cái đất này bỏ lên đây. Mình làm xong cái khung này á, rồi cái bắt đầu mình bỏ thành vậy thôi. Như vậy nó sẽ nhanh hơn là mình kiểu kia. Và cuối cùng cũng đào hết đất của một cái khung rồi nè. Wow, nó thơm cực kỳ luôn. Tại vì là tưới nước nhiều quá. Bây giờ Tép đã trải cái miếng ni lông rồi. Bây giờ xúc đất bỏ qua lại ha. Hôm trước á, lúc mà Tép bỏ cái video kia lên á, thì cũng có rất là nhiều cô chú với lại anh chị vô hỏi là Tép mua mấy cái khung này ở đâu. Mấy cái khung này là mua trong Costco, nhưng mà bây giờ chắc nó hết hàng rồi và mỗi Costco nó bán khác nhau nữa. Trong cái thùng á, một thùng như vậy họ bán 7 mấy đồng 80 ha Ni. Mình còn nhớ mua thùng bao nhiêu thì vòng vòng đó cỡ 80 đồng cho hai cái khung, một thùng có hai cái khung và một thùng như vậy họ bán 80 đồng ha. Ở Amazon cũng có bán nữa nhưng mà nó bán mắc hơn. Amazon bán có một cái khung như vậy bán 100 mấy lận. Vì vậy là bây giờ có thể là Costco nó hết hàng rồi mọi người, nhưng mà lâu lâu thì chắc có thể nó cũng sẽ đem về á. Mấy cái miếng ni lông này là Tép chỉ có xếp lại rồi bỏ vô thôi là nó vừa rồi, vì vậy là khỏi cần cắt. Bây giờ là Tép sẽ đem mấy cái cây này đem đi qua đây trồng. Tại vì cái khung này mình đã làm xong rồi nè, để sợ nó chết. Hả? Ok. Bướng là tay nó hư cái rễ. Sáng ăn tô phở giờ tiêu quá hết trơn rồi mọi người ơi. Đói trở lại luôn. Gồm có không ta? Hồi nãy giờ là làm được 3 cái khung rồi và cái khung cuối cùng thì nó sẽ thiếu đất với lại phân. Vì vậy là mấy cái bịch đất với phân hồi nãy á, mình mua và đổ vô trong đây ha. Bữa nay ở trong đó bán đất lên nữa ha, lên giá nữa nè. Đúng rồi. Hôm trước mua bịch 7 đồng mấy, bữa nay 8 đồng mấy, 9 đồng một bịch. Khi mấy bao phân này đem ra qua phía trong này để khóc. Ok, và bây giờ thì Tép sẽ kết thúc video này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này cùng với Tép. Và Tép sẽ hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau nha. Bây giờ là sẽ đi dọn dẹp cái đống này.